79 năm qua kể từ thắng lợi của cách mạng tháng 8 và việc thành lập nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, này là nước Cộng Hòa sau chủ nghĩa Việt Nam, đất nước ta đã giành được nhiều thành tựu hết sức to lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và xây dựng đất nước. Tại quyền Mỹ Tú, từ khi có đảng lãnh đạo, quân và dân Mỹ Tú, thể hiện mạnh mẽ tinh thần đoàn kết của đảng bộ để lập nên nhiều chiến công hiển hách. Đảng bộ như dân Mỹ Tú luôn tự hào về truyền thống đoàn kết dân tộc, truyền thống anh hùng cách mạng, gắn bó sát son với đảng, đã đóng góp sức người sức của to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, từ khi chia tách huyện, kinh tế của quyền Mỹ Tú phát triển ổn định, cơ sở hạ tầng có nhiều thay đổi, diện mạo các địa phương ngày càng khởi sắc và khang trang. Khu căn cứ tỉnh Quỷ Sóc Trăng tại rừng tràm Mỹ Phước, nơi từng diễn ra hàng ngàn cuộc họp quan trọng trong suốt thời kỳ kháng chiến, nơi đây cũng chính là sức mạnh mạch máu giúp cho sóc trăng nói chung, quyện mỹ tú nói riêng hoàn thành xuất sắc sứ mệnh đấu tranh bảo vệ tổ quốc. Hiện nay tại đền tưởng niệm của khu căn cứ ghi danh 14.734 liệt sĩ những người đã hy sinh anh dũng cho độc lập dân tộc, hạnh phúc của nhân dân. Ghi nhận tinh thần bất khuất, truyền thống hậu hùng của quân và dân mỹ tú, đảng nhà nước đã phong tặng và truy tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho năm tập thể và hai cá nhân. 331 bà mẹ Việt Nam anh hùng. Hiện nay có 5 mẹ còn sống, 2.758 liệt sĩ, 784 thương binh và hàng ngàn cán bộ chiến sĩ, gia đình có công với cách mạng. Mỹ Tú có 3 xã được công nhận xã Anh Hùng, xã Mỹ Phước, Mỹ Tú, Long Hưng. 4 xã được công nhận xã An Toàn Khu, xã Mỹ Phước, Mỹ Tú, Long Hưng và Hưng Phú, góp phần tô thắm thêm truyền thống dễ trang của quê hương Mỹ Tú, Anh Hùng tiếp thu tới giờ đó thì là bác ấy cũng hưởng chế độ thương binh rồi có được cái hưởng cái, cái chế độ nhà tình nghĩa huyện quỷ, gì. nói chung là có cái vấn đề cái cái quan tâm rất lớn đối với gia đình có công cách mạng một dấu mốc quan trọng vào ngày 24 tháng 9 năm 2008 thực hiện nghị định số 02 trên NDTP của chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Mỹ Tú để thành lập huyện Châu Thành thuộc tỉnh Sóc Trăng. Từ khi chia tách, kinh tế của quyền Mỹ Tú phát triển ổn định, cơ sở hạ tầng có nhiều thay đổi, diện mạo của các địa phương ngày càng khởi sắc và khang trang. Hệ thống điện, đường, trường, trạm được quan tâm đầu tư nâng cấp, đáp ứng tốt nhu cầu phục vụ nhân dân. Chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực, theo hướng nâng cao giá trị và chất lượng sản phẩm gắn với nhu cầu thị trường, thích ứng biến đổi khí hậu. Nhiều mô hình sản xuất đem lại hiệu quả cao cho người dân được nhân rộng. Toàn quyện có 33 trên 38 trường đạt chuẩn quốc gia, 100% trạm y tế xã thị trấn đạt chuẩn bộ tiêu chí quốc gia dị y tế. 7 trên 8 xã được công nhận xã nông thôn mới, trong đó có một xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Phấn đấu năm 2024 đạt 8 trên 8 xã nông thôn mới và hai xã nông thôn mới nâng cao. Quyền Mỹ Tú có 15 sản phẩm ô cốp đạt hạng 3 sao, dự kiến đến cuối năm 2024, xem xét thêm 3 sản phẩm đạt hạng 3 sao, nâng lên 18 sản phẩm ô cốp trong toàn quyền. Quyền Mỹ Tú từng được biết đến là quyền thuộc dùng sâu của tỉnh, với điều kiện giao thông còn nhiều hạn chế. Thế nhưng, hiện nay nhiều công trình dự án phục vụ xây dựng cơ bản, kết cấu hạ tầng giao thông được tỉnh, quyện tập trung đầu tư, từng bước tạo nên hệ thống giao thông liên quan, tạo điều kiện cho Mỹ Tú bước phá phát triển, như dự án cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng có chiều dài 23,62 km đi qua địa bàn huyện. Tỉnh lộ 938, 939, 939B, 940, đường A1, đường phân trường Phước Thọ, đường huyện 80 kết nối quốc lộ Quảng lộ Phụng Hiệp đến đường tỉnh 940 được đầu tư nâng cấp mở rộng. Thì nếu nói Mỹ Tú mà so với năm 15 năm gì trước đó, là Mỹ Tú hiện nay có sự phát triển là rất tốt. Mỹ Tú không phải là quyền cùng như hồi xưa đó. Hồi xưa nó là vô Mỹ Tú là vô quyền cùng. Quyền nghèo, quyền cùng, quyền dùng chủng. Nhưng mà Mỹ Tú hôm nay thì rõ ràng là có sự phát triển kết nối và rất là tốt. Được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, các cơ quan ban ngành quyền kết nối với mạnh thường quân ủng hộ xây dựng 180 cây cầu giao thông nông thôn trị giá trên 57 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp hơn 10 tỷ đồng. Riêng 6 tháng đầu năm 2024, Quỹ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quyện phối hợp các cấp các ngành tích cực dẫn động xây dựng được 35 cây cầu nông thôn, tổng trị giá trên 10,5 tỷ đồng. Thời gian qua, việc phát triển kinh tế gắn với quốc phòng an ninh luôn được đảm bảo. Công tác xây dựng đảng và thống chính trị của quyện luôn được chú trọng và đạt nhiều kết quả tích cực. Năm 2024, là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhất là nghị quyết đại hội lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025 của đảng bộ Quỳ Mỹ Tú. Bên cạnh đó, tình hình hiện nay tạo ra nhiều thời cơ thuận lợi, nhưng cũng đặt ra không ít khó khăn thách thức, đòi hỏi toàn đảng bộ, toàn dân và toàn quân của Quỳ Mỹ Tú phải nỗ lực phấn đấu cao hơn nữa, quyết tâm lớn hơn nữa để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của toàn đảng bộ trên cơ sở kế thừa những cái thành quả mà các thế hệ lãnh đạo đi trước đã dạy công xây dựng đảng bộ chính quyền và nhân dân huyện Mỹ Tú luôn phát huy truyền thống đoàn kết ý chí tự lực tự cường của quê hương anh hùng cách mạng thì thời gian qua đó thì được sự quan tâm hỗ trợ của tỉnh ủy hội đồng dân ủy ban dân ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam và các sở ngành tỉnh đã đầu tư hạ tầng giao thông cho Mỹ Tú đặc biệt là các cái tuyến đường tỉnh tạo cái động lực để cho Mỹ Tú phát triển và Mỹ Tú đã đạt được nhiều cái kết quả quan trọng. Tuy nhiên đó thì chúng tôi cũng nhận thấy là huyện Mỹ Tú có xuất phát điểm thấp, hạ tầng giao thông nông thôn còn nhiều cái hạn chế, đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn và là một trong những cái địa phương còn khó khăn nhất của tỉnh sóc trăng. Chính vì vậy đó thì chúng tôi luôn trăn trở và mong muốn đảng bộ quân và dân quyền Mỹ Tú luôn nỗ lực phấn đấu và quyết tâm lớn hơn nữa để hoàn thành cái nhiệm vụ chính trị cũng như là nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Với niềm tự hào, dây niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của đảng Quang Vinh, toàn đảng bộ, toàn dân, toàn quân huyện Mỹ Tú anh hùng quyết tâm kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Với những kết quả đạt được, không những góp phần tạo nên khí thế mới, niềm tin thắng lợi mới, mà đây còn là cơ sở quan trọng để Mỹ Tú tiếp tục vượt qua khó khăn, nêu cao truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực tự cường và khát vọng dương lên mạnh mẽ, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đề ra, xây dựng quyền Mỹ Tú phát triển vững chắc trong tương lai.